Cỡ ông đùa. Tôi chả liên quan gì đến Hoàng Bách Việt cả. Tôi già rồi, trí nhớ có thể kém, nhưng chưa đến mức lẩn thẩn đâu. Nếu các anh tìm được chứng cứ là tôi gặp riêng anh ta, thì các anh bỏ tù chung thân tôi cũng chịu. Hoàng Bách Việt thì không, nhưng con ông ta đã từng tới nhà ông một tuần trước khi gia đình ông Việt biến mất. Nói không phải ngoa, chứ hồi tôi còn đương chức, người ta tổ chức xem phim, nghe ca nhạc ở trước cửa nhà tôi để đợi tôi về. Nhưng ngoài những người thân trong gia đình và bạn hữu, tôi không tiếp ai cả. Tôi không giải quyết công việc ở gia đình. Thế này đã đủ thân chưa? Đây là con trai út của ông, chung cùng với con trai ông Việt hồi còn học ở bên CL. Chúng tôi đã xác định được toàn bộ chi phí du học của cậu ấy được công ty con thuộc tập đoàn Hoàng Bách Việt Đài Thọ. Ông đã gọi 7 cuộc, tổng cộng gần 200 phút, từ số máy của cháu rể ông tới số máy bàn trong văn phòng Hoàng Bách Việt. Sau đó, ba người nhà Hoàng Bách Việt biến mất. Đã có người làm đơn lên ban nội chính tỉnh ủy về việc phát hiện ra hài cốt gia đình ông Việt, thậm chí còn giữ lại một mảnh xương làm bằng chứng. Cơ quan điều tra đang tiến hành tổng hợp căn cứ, bằng chứng để chuẩn bị khởi tố vụ án giết người 7 năm trước. Trong trường hợp đó, theo như tôi biết, ông sẽ là một trong những đối tượng tình nghi chính ông Phi ạ. Ông làm sao thế? Đồng chí, đưa ông ta xuống trạm xá. Rõ. Anh nghĩ ông ta đang diễn trò. Không đến nỗi như vậy. Bệnh thì có thật, nhưng không thể đúng lúc như thế. Vì nếu bị ta dồn thêm một chút nữa, ông ta sẽ phải nói ra nhiều chuyện. Chạy trời cũng không khỏi nắng, để ông ta có thêm thời gian suy nghĩ cũng tốt. Có khi sáng mai tự ông ta xin khai để hưởng khoan hồng. Anh Vũ, tại sao anh lại cho người tâm nã anh Cương? Thôi tôi xin phép, hẹn gặp anh ngày mai. Để tôi tiện anh. Không sao đâu, các anh cứ bàn việc đi. Chào anh. Chào anh. Vì ông Phi có tuổi, có bệnh, lại từng là cán bộ lãnh đạo, đang trong thời gian điều tra nên được xếp vào phòng riêng. Sáng nay giám thị trực qua kiểm tra thì phát hiện đã tử vong nên lập tức gọi điện báo cáo. Đã có báo cáo nguyên nhân ban đầu chưa? Báo cáo. Nhận định ban đầu căn cứ vào những dấu vết lâm sàng và tiền sử bệnh của nạn nhân thì chúng tôi đang nghiêng về giả thuyết nhồi máu cơ tim, chưa phát hiện tác động của ngoại lực hay bị đầu độc. Đây hoàn toàn có khả năng là một vụ án mạng. Liệu màu sắc có liên quan đến các nạn nhân? Nếu vậy, tân cầu là màu trắng, màu xanh là ông Phi, còn Đồng Xuân Huynh là một trong hai màu còn lại, đỏ hoặc vàng. Vậy nghĩa là vẫn còn một nạn nhân nữa. Báo cáo. Báo cáo pháp y đã có chưa? Theo kết luận ban đầu, phát hiện một lượng lớn thuốc giảm đau, có dấu vết tiêm trên cơ thể, khả năng nạn nhân bị tiêm quá liều, gây rối loạn đông máu, kết hợp với bệnh lý nền, dẫn tới nhồi máu cơ tim và gây tử vong. Anh Quang à, bên tôi nhận định vụ việc của ông Phi là án mạng. Tôi đề nghị cho kiểm sát giam giữ phối hợp với bên trại giam ra soát toàn bộ những người ra vào trong trại ngày hôm qua. Vâng. Tôi sẽ trực tiếp xuống trại ngay bây giờ. Anh cho tôi 24 giờ, chắc chắn tôi sẽ tìm ra manh mối.
Mớ tài liệu thu giữ được trong túi của anh Cương là những thứ gì? Tôi đã xem qua. Nội dung liên quan đến vụ án Hoàng Bách Việt năm xưa. Việc liên quan đến anh Cương, tôi tôn trọng quan điểm của cậu và rất hy vọng là cậu đúng. Tuy nhiên, tôi sẽ vẫn tiến hành theo cách của mình. Nếu cậu có đầy đủ căn cứ, hãy chứng minh điều ngược lại. Cho dù là ai thắng, ta vẫn sẽ đến được đích.